Đây không biết anh này có nhà không? Mình hẹn anh này luôn. Hẹn anh này. Hôm trước ấy, mình hẹn bác này đi lên rừng chơi. Không biết bác này có nhà không? Không có đâu quá. Xe thì vẫn còn đây. Đây nồi mấy con lợn nuôi nhốt đây, ba người đang nuôi mấy con lợn nuôi nhốt. Ui trời mưa quá. Ô khóa mất cửa rồi, khóa mất cửa chắc không ở nhà thôi. Đây anh nuôi mấy con chim. Mình nuôi hai con. Bạn này đang khóa cửa, mới đi đâu. Để cửa nó mới cài mất. Đây, mấy con lợn này ngon thế. Đấy lợn cắt nách ấy. Lợn này được mang về nướng thì thôi rồi. Màng bị trời mưa nên là đang bị vũng nước ở đây nó hơi bẩn một chút. Nên xe bác ở đây rồi. Hay đi đâu rồi. Đấy cái nhà này chắc là vừa mới làm mới. Các bác ạ. Cho vừa mới làm mới, chưa lán nền xi măng, cho nên mình vừa gặp bên kia. Đây ngay bên cạnh này là sân bóng, chơi. Để xem bạn này có nhà không? Đây, rất đông trẻ con đang ở đây. Đấy. Bên này không có nhà quá. Có tí bố nhá trẻ ạ. Có tí chính nhau là. Có tí bố mới chị ạ. Bố mới xanh nhu. Đây, cái đứa trẻ con đang ăn dưa đây nhá. Mấy đứa trẻ con. Đấy, em gái này đang thiêu bán. Hai đứa đang thiêu bán. Đây, người dân ở trên này lấy được rất nhiều củi đây. Bên cạnh đây là cây táo mèo. Rất nhiều téo táo mèo, năm nay táo mèo xây quả lắm. Đây này. Đây mấy đứa trẻ con ở nhà. Đây cây táo mèo rất nhiều quả này. Nhà bác này nuôi được một con lợn rất đẹp đấy. Hồi cái chuồng nó bị hở to thế. Trời mưa mà đứa trẻ con vẫn đi được xe các bác ạ. Đây vẫn đi xe đạp. Đây tại táo vẫn còn xanh mọi người ạ. Đây rất nhiều cây táo. Trên này cũng là táo đây. Bên này nhiều táo lắm. Không biết bác này có nhà không?
một đàn gà đầy, gà rất là ngon, thịt luôn. Đây, táo xanh nhiều quả lắm. Đây, táo non. Đây là cái đào nhá các bạn nhé. Đây, cái đào Tết em hay quay. Đây, đây mua cảnh nào em hay quay cho các bác xem ấy. Đào hiện tại là đang bị rụng hết rồi, chín không bị rụng hết rồi. Đây này, đây. Có những quả rất là to luôn. Đấy, đào chưa. Đây là cây đào có mấy con gà hay lên ngủ ấy. Đấy, tên em có chụp ảnh quay. Nên nếu mà bác nào theo dõi video của em, chắc là các bác sẽ nhìn thấy. Đây, bị rụng hết rồi đây. Đây có mấy quả bị rụng hết rồi. Một đàn ngàn. Như bác có nhà, có nhà không? Nhà rất đẹp. Đây cái đào bây giờ thối rụng hết rồi, có những quả rất là to. Đây có mấy bao đây. Bác đây đang chán nước để nước không vào nhà ấy. Nhà này rất là rộng ấy. Phải đi qua cái cửa này mới bước vào vườn. Đây có những con chim quế lâm đang kêu đây. Cái táo rất là sạch quả đây. Đây em lên cho các bác các anh chị và các bạn xem cái táo bé nhưng mà rất nhiều quả luôn. Đây cực kỳ nhiều quả. Đấy. Đây, táo. Còn một cây đây nữa. Cây này mới nhiều đây này. Chuẩn bị đỏ đấy các bác ạ. Đây, cây này chuẩn bị đỏ đấy. Đây phía bên này cũng rất nhiều đây. Nói chung là năm nay thì táo cực kỳ là nhiều. Đấy phải thu. Ngoài rất nhiều. Đây cây này xay rất nhiều quả đây này. Đấy. Cực kỳ nhiều quả các bác ạ. Các anh chị xem này. Ở cái mảnh đất này là vừa được táo lại vừa được cây đào. Đây ngay cạnh gốc này vừa mới trồng cây đào bé này. Ôi cây bé này cũng có nhiều đây này các bác. Đây nhà anh đây này là trồng rất nhiều đào với rất nhiều táo. Đây có những gốc đào Tết vừa rồi bọn em mua chặt hết cành. Đây cái đào rụng rất nhiều đây. Úi giời, nhiều chưa, nhiều quả chưa các bác. Đấy cứ nhiều chưa. Đây cây đào đó. Tại vì mưa mấy hôm nên là mưa được một thời gian khá dài ấy. Em không lên được. Quả đào đã bị rụng hết rồi. Không còn quả nữa. Bây giờ xem ở dưới này mùi thơm nức. Đấy. Xem quả này nhá. Quả này đỏ chưa. Nhiều chưa? Nhiều quá chưa?
cực kinh nhiều. Cực kỳ nhiều cây nhưng mà dừng ở dưới này. Nhà bác ấy thả gà với thả lợn này ăn hết một mấy rồi, một quả này. Đây nhà bác anh thả gà rất là ngon đấy. Con trâu này đang nuôi nhốt. Cho các bác xem này, các bạn xem. Đây, con trâu to chưa? Đấy, con trâu to. Đây, một con ở bên này nữa nhé. Hai chuồng, một chuồng nhốt một con. Nó đang có lá này, chưa xem được cái cảnh nào là đẹp mọi người. Phải đợi hết mùa này xong là nó rụng hết lá đó. Lúc nào hoa mình xem được cái nào đẹp cái nào xấu. Đây này, cái này là mấy cái mốc này đấy. Phía bên kia là một cái sườn đồi rất là cao luôn. Quả đào rụng rất nhiều này. Đây cái góc này hồi trước lúc chuẩn bị Tết thì em quay rất là nhiều hoa nhá. À, các bác nhá. Các bác về xem lại những cái video em làm về cảnh đào Tết đi. Thì cái góc này cực kỳ nhiều hoa luôn. Đây hiện tại nó có rất nhiều quả, nó rụng rất nhiều này. Đấy. Đấy, rụng rất nhiều. Đã nhiều lắm. Hai ba hôm nữa mới này. Hỏi bác đời mình lên nhặt mấy cái hạt này về làm giống. Đây bên này, trên này bác trồng nhiều. Đây một túm táo này. Đây túm táo nhiều chưa? Sạch cực kỳ sạch quá luôn. Hú rồi. Đây túm táo nhiều chưa? Đấy, sạch táo chỉ có như thế này thôi các bác ạ.